Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Coin68 và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn biết 20 kiểu lừa đảo thường gặp trong thị trường crypto, biết để làm gì, biết để né ha. Ok, và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu. Ở đây có rất là nhiều bạn khen mình là Jenny là sự pha trộn giữa những cái tính cách dễ thương, hài hước và rất là giỏi. Thì mình xin được cảm ơn tất cả các bạn. Không những là chỉ có một mình Jenny đâu mà ở ngoài kia còn rất là nhiều những Jenny khác cũng pha, nhưng mà là pha ke nha mọi người. Mọi người có thấy hình ảnh ở đây là một người Jenny dùng hình ảnh của mình, dùng Telegram gần giống như của mình, và tất cả mọi thứ đều ghi là Chaos và Coin68, nhưng mà thật sự không phải là mình nha. Bỗng dưng một ngày mà các bạn thấy có một cái Telegram tên là Jenny, hình của mình, đến PM và nói các bạn đưa tiền cho họ hoặc là kêu là vay mượn tiền gì đấy, thì hoàn toàn là cần phải xác minh lại không phải là mình, và mình không bao giờ inbox cho người ta trước về những cái vụ tiền. Thêm nữa là những trang như Kairos và Coin68, khi mà tụi mình đã có những cái tiếng nói và uy tín trong cộng đồng rồi thì tất nhiên là sẽ có những trang giả mạo, ví dụ như là những trang sau đây. Đây, tất cả các bạn thấy là đều là giả mạo hết, và tụi mình sẽ không bao giờ yêu cầu cộng đồng gửi tiền hoặc là bất kỳ một cái hình thức liên quan đến vay vốn hay là gửi tiền nào hết. Kiểu thứ hai đó chính là giả mạo dự án, cộng đồng của dự án hoặc là người đến từ dự án. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem người thật việc thật luôn. Ok, có một bạn, bạn này là giả mạo. Bạn đó biết là Kairos Ventures là có đối tác với lại Polkasutter, bởi vì thấy logo Kairos trên Polkasutter.com ấy. Cái xong rồi bạn đó lấy một cái Telegram giả mạo từ người đến từ dự án, bạn đã nhắn tin với mình. Cái bạn kêu là cho mượn Ethereum với lại Pons, bởi vì bây giờ đang gấp có mà ở ngoài, không có ở với máy tính. Cái mình cũng biết mà, nhưng mà mình cứ diễn cho tròn vai mà nó ok. Cái xong rồi bạn hỏi là thế bây giờ bạn cho tôi mượn được bao nhiêu? Cái mình cũng kêu là muốn cho mượn bao nhiêu thì tôi cho mượn bấy nhiêu. Trời, cái xong rồi trả lời tốc độ bàn thờ luôn các bạn, trả lời tốc độ rất nhanh, kêu là ok bây giờ cho mượn 1000 Pons với lại 0.5 ETH nha. Xong rồi quăng một cái ví siêu nhanh luôn, nhưng mà mình đâu có trả lời đâu, bởi vì mình biết đó là lừa đảo mà. Đó, cho nên là các bạn thấy người nào mà đến từ dự án mà có vẻ khả nghi, xong rồi tự nhiên nhắn tin cho mình kêu mượn tiền, hoặc là nhắn tin cho mình kêu là bạn đã trúng một vé whitelist, bạn được này được kia, bây giờ bạn hãy gửi tiền vào link này để nhận lại số tiền này kia, không bao giờ được tin những cái đấy. Bởi vì những người đến từ dự án họ không bao giờ làm việc với bạn qua DM, Telegram cho những nhà đầu tư nhỏ lẽ đâu, nên nhớ là như vậy. Tiếp theo nữa là có một case là bạn này cũng làm bạn giả mạo dự án luôn nha. Xong rồi gửi email, xong rồi mình thử ấy, kiểu mình cũng biết nhưng mà mình cứ nhây nhây á. Cái xong rồi bạn nó gửi email về cho mình, nhưng mà đuôi email là đuôi ví dụ dự án tên là abc.com đi, thì cái email của bạn nó là abc.org, nó chỉ khác mỗi cái đuôi thôi, còn lại tài liệu, documents, tất cả mọi thứ đều y chang hết. Một ví dụ khác, đây là Star Atlas giả mạo, các bạn thấy có chữ scam màu đỏ bên cạnh ấy. Tại sao nó có chữ scam là bởi vì khi một cộng đồng giả mạo mà bị người dùng report, người dùng báo cáo nhiều quá, thì Telegram nó sẽ phát hiện ra và nó sẽ gắn cái mác là scam bên cộng đồng đấy. Tiếp theo nữa là một case của Cryptia, là các bạn thấy cái channel chính thức, thông báo chính thức của Cryptia lên đến 31.000 người, mà cái channel giả mạo họ lập ra là chỉ có 1.300 người thôi. Nhưng mà hay ở chỗ này nè, trời ơi, nó làm tinh vi cực kỳ mọi người ơi. Cái Cryptia, dự án Cryptia họ mở bán IDO ở trên Redkai, thì lúc mà cái IDO time, cái thời gian IDO gần đến ấy, thì họ có một cái bài thông báo IDO đúng không? Còn cái cộng đồng giả mạo các bạn thấy nè, họ cũng có một bài thông báo IDO nha, IDO is live, nhưng mà cái link public sale ấy là nó dẫn cộng đồng đến một cái trang web giả mạo là worldofcryptia.org, trong khi đó website chính thức của Cryptia là cryptia.io, nhưng mà họ không có bán trên đấy, họ bán trên Redkai cơ. Đó, trời ơi, dẫn vào một cái đường link của một cái website đang bán pre-sale nhưng mà là fake, là họ sẽ gom tiền của các bạn đó, là họ biến luôn. Đó, các bạn thấy nó giả mạo kinh khủng chưa? Cái số 3, nếu như mà các bạn nhận được những cái token lạ, mình đã làm video về cái này rồi, mà bạn lấy cái lượng token đấy, bạn lên sàn bạn bán đi hoặc là không rõ nguồn gốc, thì hacker sẽ track được và họ sẽ lấy rút hết tiền trong cái ví đó của bạn ra. Cái này rất là nhiều bạn gặp rồi. Cái thứ hai nữa là dusting attack, tức là tấn công rải bụi. Mình sẽ để một cái bài viết của Coin68 ở bên dưới, các bạn sẽ đọc kỹ hơn. Mình sẽ nói rất ngắn thôi, là dusting attack là chỉ một cái lượng tiền điện tử rất nhỏ được gửi về ví của bạn. Thì khi mà bạn sử dụng cái lượng tiền này thì hacker sẽ phát hiện ra giao dịch, và qua đó thì sẽ xác nhận chủ nhân của cái ví này là ai. Đối với những blockchain công khai như là Bitcoin thì cái hành vi này rất là khó ngăn chặn, bởi vì bất kỳ ai cũng có thể theo dõi giao dịch và biết địa chỉ ví của bạn hết. Ở đây là một cái hình minh họa, đây là một cái giao dịch chứa một lượng nhỏ Bitcoin, có thể được gọi là dust, ở trong dusting attack là tấn công rải bụi. Cái số 4 đó là giveaway Bitcoin và Ethereum, tặng Bitcoin, Ethereum miễn phí. Bất cứ khi nào mà các bạn thấy những cái dòng tin nhắn kiểu như thế này,
gửi một ETH đến địa chỉ ví này và nhận lại token X thì chắc chắn 100% đó là lừa đảo luôn, khỏi cần đọc tiếp. Các bạn thấy tin nhắn từ bất kỳ ai, những cái trang chính thức hay là không chính thức, bởi vì hacker luôn luôn có cách để cho các bạn gọi là lóa mắt các bạn. Đó, những cái dòng tin nhắn như thế này mình sẽ để hình ảnh ở dưới đây. Các bạn đủ biết là cái sự tinh vi và cái sự gọi là không biết gọi là cái gì nữa, nó kinh khủng đến mức nào. Qua trường hợp số 5, ví dụ như là các bạn chơi event, hoạt động đóng góp cho dự án thì mình được dự án trả thưởng, gửi thưởng bằng token, airdrop token. Và cái token này là hoàn toàn legit, hoàn toàn rất là bình thường nha. Cho đến khi các bạn cần bán cái token này ra để lấy tiền, bạn cần tiền, ok. Tuy nhiên thì cái token này chưa có được list trên sàn nào hết, chưa có thanh khoản được, không có bán đi đâu được hết á. Đó, nhưng mà bạn lại cần tiền. Đó, thế là có một người nào đó đã bước đến trong cuộc đời của bạn. Và đây là người lạ nha, người mà bạn không biết gì hết á, không check uy tín, không biết là ai á. Cái tự nhiên inbox cho bạn nói là: em ơi, bây giờ thì chị sẽ thu mua token này của em, em cứ gửi token cho chị rồi chị sẽ gửi lại USDT cho em. Ok, thế là mình giao dịch xong. Đó, thì các bạn đã ngây thơ, bạn không biết người ta là ai hết, nhưng mà cứ gửi token cho người ta bởi vì mình cần tiền mà. Đó, xong rồi họ sẽ chạy đi luôn, họ cầm token của bạn, họ chạy đi luôn. Lúc đó bạn đâu làm được gì đâu, đúng không? Đó, thì rất là nhiều người bạn của mình đã gặp trường hợp như thế này rồi, là những coin chưa list mà cần thanh khoản thì lại đi bán cho một người nào đó. Lừa đảo. Trường hợp số 6 thì cũng khá là giống như trường hợp số 5, nhưng mà khác ở chỗ là họ giao dịch rất là nhiều coin, hoặc là thậm chí mua bán USDT Việt Nam đồng, hoặc là những coin mà đã list rồi, có thanh khoản rồi, mọi thứ rất là bình thường. Tuy nhiên thì với giao dịch qua merchant hay còn gọi là OTC á, thì giá nó sẽ tốt hơn chẳng hạn, và số lượng nhiều khi số lượng lớn thì nó sẽ tiện hơn cho. Nhưng mà nha, các bạn giao dịch OTC, một là các bạn qua sàn là không nói rồi nha, hai là các bạn giao dịch ở trên chợ, ở trên chợ thì bạn sẽ gặp người mua và người bán matching với nhau, và đôi khi là sẽ có một người ở giữa là người admin của cái chợ đấy, họ sẽ đứng ra đảm bảo uy tín, đảm bảo cái việc giao dịch giữa người mua và người bán này nó sẽ diễn ra suôn sẻ, là không ai scam ai cả. Tuy nhiên thì vẫn có một trường hợp, đó là giao dịch qua merchant, là qua cá nhân. Cá nhân uy tín thì mình không nói, nhưng mà đối với những cá nhân mà không uy tín, họ sẽ giao dịch OTC với bạn, họ cầm tiền của bạn. Ví dụ bạn cần mua USDT nha, bạn gửi Việt Nam đồng cho họ, xong rồi họ cầm tiền, họ biến luôn, họ đâu có gửi lại USDT cho bạn đâu. Cái số 7 là scam mã độc Trojan. Thực ra mình cũng không biết mình đọc đúng không nữa, Trojan hay là gì đấy, bởi vì mình cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ. Nhưng mà bạn mình đã gặp, cho nên là bạn mình nói lại với mình là họ sẽ gửi cho các bạn một đường link, và đường link này chứa cái mã độc Trojan đó. Và khi mà các bạn click vào đường link đấy thì nó sẽ hack ví của các bạn, mất hết tiền luôn. Thì nói chung là cách để tips để chống cái này là các bạn cài phần mềm diệt virus trong máy tính và không bao giờ click vào những cái link bậy bạ, link không rõ nguồn gốc mà gửi cho bạn. Và cái thứ ba đó là các bạn có thể cân nhắc xài sang ví lạnh, ví dụ là đây mình có Treasure với lại Nano, Ledger Nano, thì các bạn có thể dùng hai cái ví lạnh này. Trường hợp số 8 đó chính là fake team và fake backers. Tức là sao? Team giả mạo đội ngũ của dự án, họ lấy thông tin giả, họ lấy thông tin của một người khác, không phải là thông tin của đội ngũ chính của cái dự án đấy. Xong rồi họ lấy hình ảnh cũng fake nè, họ lấy ví dụ như là tôi đã từng làm việc tại ABC nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Hay là backers về phần gọi là những quỹ đầu tư ấy, thì đây là một trường hợp là Kairos Ventures, tụi mình không có đầu tư cho dự án này, tuy nhiên thì dự án lại lấy cái logo của Kairos để đăng lên website, khiến cho cộng đồng hoang mang, bảo là ủa Kairos có đầu tư vào cái này không. Thì nếu như mà cộng đồng không hỏi thử tụi mình và tụi mình không biết gì hết, không confirm, thì các bạn thử nghĩ xem cộng đồng họ sẽ không biết thông tin nào là thật, không tin nào là giả, họ chỉ nhìn vào cái website và họ đầu tư vào một dự án mà lấy thông tin sai lệch với cộng đồng như vậy. Trường hợp số 9 là trường hợp khá là dễ hiểu và xảy ra nhiều, đó chính là fake brokers. Brokers là những người mà sẽ nhận vốn của các bạn và đầu tư giùm. Tức là mình đang có 50.000 đô nhưng mà mình không có thời gian để tìm hiểu về thị trường, thì mình sẽ giao cái 50.000 đô của mình cho một người khác có kinh nghiệm về thị trường, có kinh nghiệm về trade hơn, thì họ sẽ trade giùm mình. Nếu như mà lời thì tỷ lệ ăn phần trăm sẽ deal với người đó sau. Thì đôi lúc mình sẽ gặp những người broker uy tín, và đôi lúc thì chúng ta cũng sẽ gặp những người broker giả mạo và cầm tiền của chúng ta và chạy mất. Trường hợp số 10 đó chính là lừa đảo raise pool private, gom tiền của cộng đồng xong rồi chạy. Thực ra trường hợp này thì mình thấy lừa đảo không nhiều, nhưng mà không phải là không có, thì mình nói chung là cứ nói ra để cho các bạn biết, các bạn phòng tránh thôi. Pool private là gì? Có nghĩa là dự án họ sẽ mở những vòng đầu tư sớm. Những vòng đầu tư sớm này là cho những cái người marketing, những người đối tác chiến lược và những quỹ, thì họ nắm cái lượng token, cái lượng ticket size nó rất là lớn, liên quan đến vài trăm ngàn, vài triệu đô. Thì những cái đầu tư cá nhân như mình nè, mình đâu có một số tiền lớn như vậy để mình đầu tư đâu, đúng không? Đấy, thì sẽ có một cộng đồng họ lấy uy tín, họ đứng ra họ nhận một cái số tiền lớn như vậy là 100.000 đô đi, xong rồi họ sẽ chia nhỏ ra là bạn A được cơ hội đầu tư 2.000 đô, bạn B có cơ hội đầu tư 1.000 đô, bạn C 10.000, bạn D 5.000. Đấy, họ sẽ gom tiền từ cộng đồng tích tích
tiểu thành đại đó, thì họ sẽ có một cái cục là 100.000 đô hay là mấy trăm ngàn đô chẳng hạn. Thì ok, nếu như mà các bạn gặp những cộng đồng uy tín và những người giao dịch uy tín thì rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì vẫn có một số ít những cộng đồng họ gom tiền xong rồi gom tiền của người dùng, xong rồi họ lừa đảo, họ cầm một cái cục tiền đó xong rồi họ chạy luôn. Thì lúc đấy là thua, cộng đồng cũng đâu làm gì được đâu, bởi vì mình đã trót tin vào một người không uy tín rồi. Ok, thì nói chung là cái trường hợp này các bạn cứ phòng tránh bằng cách là nói chung check uy tín của người đó thôi. Mình cứ tin tưởng vào người đó, tin tưởng vào cộng đồng, rồi như thế là được. Số 11 đó chính là public sale xong rồi scam. Thường là dự án public sale tức là mở bán ra cộng đồng ấy, thì họ sẽ qua những cái bên thứ ba để cho uy tín hơn, ví dụ như là sàn là IEO ấy, hay là Launchpad là IDO chẳng hạn, vân vân. Thì sẽ có một bên thứ ba đứng ra chịu trách nhiệm để đỡ cái độ rủi ro scam hơn. Nhưng mà có một số dự án đầu năm nay chẳng hạn thì họ mở bán public sale trên chính cái nền tảng của họ luôn, và mình mắc cửa ở chỗ là sau khi mà mở bán xong ấy, khi mà bạn truy cập vào thì họ sẽ hiện ra cái dòng như thế này này, để mình đọc cho các bạn nghe. We scam you guys and you guys can't do shit about it. Ha ha. All you moon boys have been scammed and you cannot do shit about it. Death scene, sorry, fuck you moon boys. Ở kiểu như vậy. Thì lúc đấy mình kiểu mình vô tức đúng không các bạn? Kiểu mình bỏ tiền ra xong mình tham gia bị vậy tức đúng không? Nhưng mà lần đó mình không có tham gia, nhưng mà mình thấy khá là buồn cười. Số 12 đó chính là lừa đảo theo mô hình Ponzi. Cái này thì chắc các bạn cũng biết hơn mình nè, nhất là những bạn nào mà dính vụ scam năm 2017 á, thì các bạn biết những vụ scam lịch sử của cộng đồng như là BitConnect hay là Hextracoin hay là OneCoin, thì nó đã làm rúng động cả cộng đồng crypto thời đấy. Thì họ kiểu như là lấy tiền của người sau trả cho người trước, và họ mở gói các bạn, những cái gói theo hình thức lending là bạn bỏ tiền vào, xong rồi họ sẽ trả cho các bạn 10%, 20% đến 30% một tháng, rất là cao nha. Đó, thì các bạn càng bỏ tiền vào thì lợi nhuận của các bạn thu về càng cao, và đến một cái ngày đáo hạn thì các bạn sẽ có quyền rút hết tiền của các bạn ra ngoài. Nói chung là tùy các bạn có kịp rút hay không thôi. Nói chung là nó hoạt động theo hình thức là tiền người sau trả cho người trước, thì cái đấy khá là nguy hiểm. Qua số 13 thì nãy giờ chúng ta đã nói khá là nhiều về dự án, quỹ vân vân rồi, thì bây giờ mình sẽ nhảy qua một chút về sàn giao dịch. Những sàn uy tín như Binance, KuCoin, FTX hay là Huobi này kia mình không nói. Tuy nhiên thì vẫn có những sàn giao dịch lừa đảo. Các bạn deposit được, các bạn gửi tiền vào được, nhưng mà không withdraw, tức là không rút tiền ra được. Những năm trước thì có những sàn như sau là BitCaraX này, HitBTC, Trader ESL, Forbit hay là CoinFSV. Thì các bạn nhớ là chúng ta hãy lựa chọn những sàn giao dịch nào uy tín để chúng ta giao dịch nhé. Ok, qua số 14 thì mình sẽ đố các bạn nha. Là khi mà chúng ta muốn tìm kiếm một cái gì đấy thì chúng ta lên đâu để tìm kiếm nhỉ? Lên Google đúng không? Đó, thế là lại thêm một hình thức lừa đảo nữa đối với các bạn. Khi mà chúng ta lên Google, chúng ta gõ tên dự án hoặc là tên cái gì mình cần tìm kiếm, nó sẽ ra hàng loạt những cái đường link. Và theo phản xạ của con người thì chúng ta thường rất là lười, cho nên mình sẽ bấm những cái đường link đầu tiên nhất. Đó, thế là những dự án lừa đảo họ sẽ có một cái quảng cáo làm sao mà cho khi mà chúng ta tìm kiếm xong ấy, thì cái đường link của website của họ lên trên cùng luôn, là mình sẽ bấm vào cái đường link ở trên cùng. Đó, thì nó sẽ có rất là nhiều hình thức để khi mà các bạn bấm vào đường link đấy, bạn deposit tiền, các bạn thao tác trên đấy, nó sẽ lấy hết tiền của các bạn. Thì chúng ta nên nhớ giúp mình là khi mình tìm kiếm một cái dự án, chúng ta phải vào đúng cái website, ví dụ như là dự án abc.com thì phải là .com chứ không phải là .org hay là .ac hay là cái gì hết. Các bạn nên nhớ cái đuôi á, cái đuôi rất là quan trọng nha. Và thêm thứ hai nữa đó là chúng ta không bấm vào những cái quảng cáo mà nó có chữ ad xong rồi hình vuông ấy, là né ra những cái đường link có chữ ad giúp mình. Thêm nữa là đố các bạn biết cái này có phải là website của Binance hay không, cho các bạn 3 giây để trả lời là có hay không nha. Rồi, câu trả lời đó chính là không phải Binance.com. Nhưng mà các bạn hãy nhìn kỹ nha, đó là chữ N nó có dấu chấm ở bên dưới, hai chữ N có dấu chấm ở bên dưới. Đó, thế là những người mà không tin mắt, chúng ta lại bấm nhầm vào những cái đường link như vậy, họ tinh vi như vậy. Thêm nữa là chúng ta hãy nhìn hai hình này giúp Jenny. Hai hình này các bạn tìm điểm khác nhau giùm mình nha. Tìm điểm khác nhau giùm mình giữa hai hình này. Các bạn thấy cái Bittrex, cái chữ T ấy, chữ T, đúng rồi, chữ T, nó có một cái dấu hỏi nhỏ, cái dấu phẩy nhỏ bên dưới chữ T. Đấy là cái đường link giả mạo. Còn không có dấu cái dấu phẩy là đường link đúng. Các bạn thấy những cái hình thức lừa đảo vô cùng tinh vi người dùng như vậy đó. Nãy giờ mình nhắc đến rất là nhiều về website, rồi Facebook, Google, rồi Telegram vân vân. Nhưng mà còn một kênh mà mình chưa nhắc đến, nó chính là Discord, lừa đảo qua Discord. Một ngày các bạn nhận được tin nhắn là chúc mừng bạn, bạn đã được chọn là một trong những người được mua whitelist hay là được trúng cái này trúng cái kia. Mình sẽ để một số cái hình ảnh scam alert ở bên dưới cho các bạn xem. Thì các bạn biết đó là dính lừa đảo nha.
Qua hình thức số 16 thì kiểu lừa đảo này mình cũng đã cân nhắc khá là nhiều trước khi đưa lên video được, bởi vì mình biết thế nào là cũng có sóng gió. Tuy nhiên thì mình đã đọc bài của Công an Nhân dân.com cũng như là Bộ Công an thì mình quyết định là đưa lên bởi vì mình cũng cảm thấy không sai. Ok, thì đó chính là binary option, đó chính là đánh BO. Thì thực ra mình cũng đã rất là tò mò và mình thử join vào một cái buổi Zoom của các bạn BO xem là đó là cái gì ấy, thì mình cũng thấy khá là hơi buồn cười. Ví dụ như là các bạn nói là các bạn những người xem ấy là hãy comment số 1 để thổi nến lên, hoặc là comment số 5 để đẩy nến xuống, thì các bạn cũng đã biết là giá của một đồng coin nào đấy thì cái nến nó lên xuống nó không hề phụ thuộc vào những cái yếu tố và tác nhân như vậy. Cho nên là theo Bộ Công an đã cảnh báo là sàn giao dịch BO có dấu hiệu lừa đảo, và nguyên một cái bài báo từ Công an Nhân dân.com mình xin được phép để ở đây cho các bạn chúng ta cùng tham khảo nha. Ok, qua kiểu số 17 thì các bạn trong ngành ấy, các bạn mà đã biết về crypto ấy, các bạn có bao giờ gặp trường hợp là những người bạn của bạn hỏi về một cái dự án hoặc là một cái sàn nào đấy kiểu lạ hoắc lạ hô ấy? Như là mình là người trong ngành nha, mình nghe mình còn không biết nữa, mà tại sao không biết là những cái người đấy lấy thông tin ở đâu ra. Thì mình đã gặp rất là nhiều những cái trường hợp như vậy, và đa số là những cái dự án mà các bạn ấy hỏi lạ hoắc lạ hô ấy thì là toàn lừa đảo thôi. Mình đã gặp một bà chị, người chị của mình quen, thì có dính vào một cái mình cũng không biết gọi là gì bởi vì tiếng Trung đó là tiếng Trung Quốc. Thì tóm lại cái hình thức như này là bạn và một người bạn của bạn khi mà gửi tiền vào trong cái hệ thống này, nếu như mà gửi 1.000 đô, mỗi người 1.000 đô, thì sẽ có cơ hội sau 10 ngày nhận được lại 300 đô. Đấy, thì kiểu như cũng landing thôi, tiền người sau trả cho người trước. Đấy, thì bà chị của mình cũng không rành, cho nên là đã gửi tiền vào, mà đến khi rút ra ấy, thì không rút ra được các bạn. Họ cái hệ thống nó nói là phải đép thêm tiền vào mới cho rút cái cục đấy ra. Đấy, các bạn thấy không, nó là lừa đảo những người mới và truyền miệng rất là nhanh. Cho nên là các bạn người mới, các bạn nhớ là hãy để ý những cái này nha. Số 18 là những dự án IDO, tức là họ mở bán public sale qua một cái bên thứ ba, qua một cái launchpad. Tuy nhiên thì cũng có một số dự án không có uy tín, không có tầm nhìn xa, họ chỉ là những dự án pump and dump thôi, short term thôi, ngắn hạn thôi. IDO xong là chạy luôn là cái thứ nhất. Thứ hai là IDO xong bắt đầu ra news, các bạn đẩy mạnh marketing và đẩy mạnh news hết sức có thể để cộng đồng FOMO, cộng đồng mua token, sau đó họ rút liquid và chạy. Cái thứ ba nữa là IDO xong nhưng mà contract lock sale, tức là chỉ cho mua thôi nha, không cho bán ra đó, xong rồi họ chạy luôn. Cái thứ tư nữa là IDO xong ra game luôn, rồi cho cộng đồng chơi thử game nhưng mà lỗi quá, bảo trì game, rồi lạm phát token, rồi nền kinh tế trong game không ổn định và không có một cái cơ chế cầm chân user trong thời gian dài, bởi vì họ là project ngắn hạn mà. Đấy, xong rồi đùng một cái thông báo dừng hoạt động, thế là user không kịp rút khỏi game, rồi dự án chạy luôn. Kiểu số 19 thì mình xin được phép lấy dữ liệu của Bitcoin.com là theo họ thì có đến hơn 93.000 người dùng đã bị scam bởi vì mua phải những cái token fake từ những cái app giả mạo. Các bạn, app điện thoại á, những bạn nào mà hay dùng Android, Google Play Store thì các bạn biết là để được lên Google Play dễ hơn rất là nhiều so với bên iOS là App Store, đúng không? Đấy, cho nên là những cái app như là mining app á, app mining họ lên đấy tràn lan và người dùng thì cứ download về không biết cái nào là thật, không biết cái nào là giả, nhận đến là bị scam, bị lừa đảo. Thì gọi là cách giải quyết á, thì mình cũng không khuyên dùng, ấy là mình thật ra là cũng khuyên dùng các bạn nên chuyển qua iOS và chuyển qua iPhone, nhưng mà thôi ai là nói như vậy. Các bạn có thể đó là download những cái app trực tiếp từ website của dự án. Ví dụ như là bạn download Axie đi thì phải lên đúng cái website là axieinfinity.com, rồi bấm vào cái hình iOS hoặc là Google Play á, download từ đó về, chứ không download từ những cái link vớ vẩn hoặc là link lạ. Trường hợp số 20, trường hợp cuối cùng là dành cho những ai mà thích mua hàng online, kiểu cứ mua tùm lum tùm la rồi săn sale Shopee nè. Đó, thì tất nhiên rồi, cái nào cũng vậy, cũng có hàng fake, cũng có hàng real. Thì cái Ledger Nano S này cũng vậy, cái này mình không quảng cáo nha, mình đang lấy ví dụ thôi. Là cái ví cứng ấy, cái ví lạnh của các bạn cũng có fake, cũng có real. Mà nếu như mà các bạn mua phải hàng fake là các bạn biết thế nào rồi đó. Tốt, cái ví là nơi đựng tiền của mình mà mình mua phải hàng fake là nó dính cái mã độc hoặc là dính những cái hacker virus này kia, là họ sẽ lấy hết tiền của các bạn. Đây là những hình ảnh mà người dùng đã báo cáo lại trên Ledger.com là họ nhận phải những cái bưu phẩm không rõ nguồn gốc, rồi những cái bưu phẩm từ Ledger đóng gói, rồi logo in ấn tất cả mọi thứ cực kỳ chuyên nghiệp y như là Ledger thật, nhưng mà thực ra đấy là fake và không phải là bưu phẩm legit. Đấy, các bạn phải cực kỳ lưu ý không nhận những bưu phẩm lạ không rõ nguồn gốc, và mua ấy là phải mua hàng chính hãng, không nên mua những cái hàng lung tung nha.
Ok, như vậy là mình đã vừa cho các bạn thấy 20 kiểu lừa đảo thường gặp trong thị trường crypto. Thực ra thì thị trường crypto đã là thị trường có rủi ro cao, mất tiền cao rồi, mà các bạn còn dính những cái trường hợp lừa đảo như vậy nữa thì cái rủi ro mất tiền của mình lại càng tăng ít 10 nha. Đó, thì hy vọng qua video này mình đã bỏ rất là nhiều công sức để quay, cũng như là rất là nhiều những cái trường hợp thực tế để show lên cho các bạn xem. Hy vọng là các bạn cho mình một like, một subscribe, và mình sẽ gặp các bạn trong những video sau của Con 68 TV. Thank you so much, bye.